gom là gom. Trời ơi, lâu quá không quay lại với Full Chalet. Thì cái video gần đây nhất là An làm một cái xe 58 của một cái anh dân chơi câu cá. Nhưng mà từ cái xe của anh đó tới hổm rài thì An không làm video được thêm. Tại vì đa số là toàn là những cái cấu hình bình thường 58 sử dụng hàng ngày, rồi bài gia tốc nhẹ nhẹ cho anh em sử dụng thôi. Nhưng mà đến hôm nay thì mới có một cái xe như thế này, là một cái cấu hình nó khác lạ tí xíu, nó bốc cháy hơn tí xíu, để An review cho anh em coi. Thì cái xe Full Chalet này là đã được nâng cấp lên một cái cấu hình là 187cc. Trời ơi, cái xe nhìn như vậy mà An kêu 187cc nghe vô lý đúng không? Unbelievable. Nhưng mà không, bây giờ An sẽ cụ thể chi tiết cho anh em để anh em tin tưởng hơn. Toàn bộ những cái phần bên trong, bên bụng máy, đầu lòng đang nằm ở đây. Thì cái phần này á, cái xe này còn khá là mới. Xe này mới có mười mấy ngàn cây à. Ý, giờ rồi, đây, rớt trong đây, từ để móc lên cái. Xe này ráp bụng máy lại rồi, bạc đạn còn mới nên An không có thay. An chỉ thay hai bạc đạn dên BDT trên cây dên này thôi. Khi mà làm tới cái can thiệp phần dên này á, thì thay bạc đạn dên là một cái điều gọi là phải tối thiểu. Chúng ta mở bụng máy ra, bạc đạn số này kia để lại được, nhưng bạc đạn dên thì nên thay. Hai bạc đạn dên BDT nằm trong đây ha. Đây đây, cái số 187cc là nhờ những cái này đây. Piston BDT 62mm ắc 13. Đây là cái lồng zin đã gia công sơ mi. Nói chung là tóm lại là dân gian gọi là đóng lồng đó ha. Đi lồng zin đóng lên 62. Còn phần dên này á, anh em nhìn nó đen đen, nhìn nó zin zin bình thường gì đúng không? Không phải zin zin đâu mọi người, không phải zin hành trình zin đâu, đã đôn 2mm. À, đôn 2mm là đôn 1 chiều á, xong rồi 2 chiều là tổng 4mm cho cái hành trình dên này. Và khi mà đôn như vậy á, dĩ nhiên là cũng có cân dục, có đổ chì lại nha, để hoàn thiện một cái dên. Mấy cái xe hai van này mà đôn mà không có cân á, thì nó sẽ hơi bị thiếu và có thể là gây ra tình trạng rần. Xe hai van làm nó hay bị rần lắm, nên là chúng ta phải lưu ý tới vấn đề đó. Rồi, như vậy là anh em thấy cái cấu hình đây rồi đúng không? 62-2 ra 187cc, xe này là xe này zin là 125cc. Đây, cho anh em coi lại cái phần này. Đây, piston zin của xe, piston zin của xe thông bố của công bố của hãng là 52.4mm. Đường kính nó 52.4, và khi mà lên 62 nè, lên hẳn 1cm nha. Lên hẳn 1cm thì nó cỡ này. Đó, đây là piston. Piston nén nha, piston nén và đi sơ mi gan trên cái lồng zin này. Dĩ nhiên là khi mà đóng cái lồng này đã tính toán cái chiều dài của sơ mi để cho nó phù hợp khi mà đi cái zin đôn này. Phần đầu ở đây thì cũng là đầu zin làm lên. Xe Full Chalet này đa số ăn làm đầu zin làm lên không à. Chứ hiện tại đầu lồng thì cũng không có những cái mà option đồ chơi có sẵn. Và thật sự khi mà đi gia công như vậy á, nếu mà chúng ta gia công kỹ á, thì đồ nó cũng sẽ đẹp và nó cũng sẽ bền thôi. Đây là một cái chất liệu mà sử dụng làm cho miệng xúc bắp, gọi là xịn sò nhất hiện nay. Vàng vàng vậy thôi, không phải thau, không phải đồng đâu, mà đó là berry. Chất liệu berry luôn nha, sử dụng miệng berry luôn nha. Và size xúc bắp của nó là 25-29mm. Và cũng cho anh em coi cái thông số xúc bắp zin luôn ha. Đây, 21mm nha. Xong rồi bên cây xăng là 25.5 ha, làm đó 25.5. Xong rồi khi mà lên xúc bắp đồ chơi á, 25 nè, 21 sẽ lên 25, còn 25.5 á thì sẽ lên là 29 đó. Và dĩ nhiên là khi móc xả thì đường móc xả to hơn, nên là cái phần ngoài này nè, phần ngoài lỗ xăng, lỗ bô này cũng phải đắp thêm tí xíu, để khi mà nó móc rộng chỗ này nè thì thành ra nó hụt nhôm, hụt cái thịt, đắp thêm ngoài. Và bắn cát lại nhìn cũng rất là sạch sẽ, xịn sò. Hút xả hoàn thiện hết rồi, rất là láng, rất bóng nha mọi người, rất là suông. Và cái chân kích ở đây á, cũng có mài cho ngắn lại. Như vậy là xong những cái phần chính gia công, dên, đầu lòng. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại những sản phẩm chính BDT ở đây, dành cho cái xe Full Chalet. Thì đối với cái xe mới như thế này á, bạc đạn cũng không thay, nên là cái phần chuông đồi này anh kiểm tra rồi, phần chuông này ba càng cũng sẽ sử dụng lại để nguyên cho bạn luôn ha. Không, xe còn mới tháo ra sạch sẽ len keng luôn. Và nhưng mà có một cái mấy xe Full LED này, từ xe zin cho tới xe đồ, một cái tình trạng hay gặp phải là nổi lì lì, nó chờ chờ chạy nó khó chịu. Một phần là do cái nồi nha mọi người. Thì anh em xe zin cũng được, anh em có thể thay thế bộ lá bố và bộ lò xo nồi BDT, là nó cũng cảm giác nó đã khác hẳn rồi, nó cũng giật hơn rồi, nó đỡ lì lì. Đây là bộ lá bố zin nè, và rờ vào cái mặt á là cảm thấy cái sự láng, cái sự trượt ở đây luôn rồi.
nên là chúng ta sẽ thay thế lá bố zin này bằng bộ lá bố BT ở đây. Lá sắt chúng ta sử dụng lại nha, nhưng mà chúng ta thay bằng bộ lá bố này. Một bộ sẽ có 4 cái gắn dây zin, gắn dây zin thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không cần sử dụng cái chốt giống như bố zin này ha. Bố BT không có phần đó, vẫn sử dụng bình thường nha mọi người. Và một cái quan trọng nữa trong bộ nồi đó là cái bộ lò xo, bộ lò xo nồi Super String bằng vàng như này, và chúng ta sẽ so với cái lò xo zin này. Bộ 6 cái chúng ta sẽ thay hết 6 cái luôn. Một cái mập mập, cái ốm ốm ha. Và đường kính này anh em thấy nó to một xíu thôi, nhưng mà nó cũng gắn như zin đó, gắn vô như zin, nặng hơn tí xíu nhưng mà cho cảm giác rất là khác biệt. Đó là về phần nồi. Xong rồi tới phần đầu, trong đây là sẽ sử dụng cái mẫu cam BT-T2. Nhu cầu đi phố là nhiều, đa số là bạn đi phố sử dụng hàng ngày luôn á, thì anh sẽ sử dụng mẫu cam T2 cho cái xe này. Nó sử dụng chung với lại MSX luôn ha, full trợ LED, full trợ mập rồi đó. Đây là cam BT-T2 có cho xả như zin ha, và sẽ kèm theo một bàn đạn này cho mọi người. Rồi không thể thiếu một cái nữa là tinh hoa BT ở đây, lò xe đầu BT Oval U31B, gắn cho đa số những dòng xe 2 van từ full chờ cho tới Sirius, Way Dream, Vario U31B. Như vậy là bạn kỹ thuật vừa dyno xong cái map 1 của cái xe này. Tại sao anh lại nói map 1 đây? Tại vì cái xe này có hai map lận. Như bình thường á thì anh em chơi xe sẽ có hai cái option về bô, tức là bô zin móc, sau đó là một cái bô tăng, thì chúng ta sẽ canh làm hai map, một map bô zin móc, một map bô tăng. Nhưng mà cái bạn chủ xe này á lại chơi khác người ta. Bạn chơi một map là lọc gió tấm zin. Đây, như nãy giờ anh em thấy là nguyên cái bao tử zin vẫn còn ở đây và có co gió inox rất là to bự đi lên từ cái hộp xăng 32 này. Và cái map thứ hai á, như nãy giờ ăn muốn múa với anh em á, là sẽ có một cái lọc gió trụ. Lọc gió trụ này chúng ta sẽ không có gắn sát trực tiếp vô cái họng xăng này được, tại vì cái thế của nó là nếu mà gắn lọc gió trụ thẳng như này á, thì cái lọc gió nó ở vị trí thấp quá, thì thành ra đi sẽ nước văng được bụi bẩn. Với lại lọc gió trực tiếp và gắn sát như thế này á, thì nó cũng không có đạt hiệu năng. Chúng ta phải vừa làm một cái co, chúng ta phải làm một co như thế này, vừa đạt cái hiệu năng, vừa thẩm mỹ, vừa thuận tiện để sử dụng. Tức là cái lọc gió trụ này sẽ nằm ở vị trí cao hơn tí xíu, và nó sẽ nằm sát sát trong đây nè, nó sẽ ôm sát sát vô sườn vậy nè. Đó, như vậy là bạn chủ xe này có map thứ hai là lọc gió trụ, và cái map thứ hai lọc gió trụ này chắc chắn là nó sẽ có cảm giác hơn, nó mạnh hơn so với mà lọc gió tấm trong hộp và một cái coi nóc dài như thế này. Rồi bây giờ sau khi mà dyno xong thì An sẽ để cái lọc gió trụ này luôn để review, và sẽ có thể là sẽ chạy thử cho anh em coi mấy vòng. Thì cơ bản là ở đầu video An đã cũng giới thiệu với anh em rồi, cái xe này đa số là đồ zin không à, nên là sau khi mà ráp lại á, thì chúng ta chỉ có chúng ta nhận diện ở đây là chỉ có đầu, lồng và lốc máy là như zin hết. Và nếu mà gắn cái co lọc gió vào và đi lọc gió ở trong đây luôn á, thì nó sẽ rất là êm ái bình thường. Đây là cũng không cần phải lo ngại gì về mà vấn đề mưa gió hay là độ ồn ở đây hết. Đi lọc gió zin, co gió lên thì sẽ ok hơn. Nhưng mà cái lọc gió trụ như thế này á, thì bạn sử dụng để lâu lâu khi mà đi tour, rồi chạy đường dài gì đó, hay là ra chơi vui vẻ thì đi cái này nó sẽ ok hơn. Nó cũng sẽ lanh hơn, lẹ hơn và có cảm giác hơn. Điều đó là rất là chắc chắn ha. Trong kia là đang có chiếc quay, chiếc quay nó la tới cỡ đó đó. Còn chiếc full chờ này tính ra bô nó còn êm hơn cái xe quay đó nữa. Không, xe mà gen dôm thì cái việc sóc ra nó cũng rất là lanh hơn. Và cái lọc gió trụ ở đây nó ồn hơn hẳn luôn á. Cái máy thì rất là êm, dù là đồ gia công khá là nhiều, nhưng mà khi mà gia công chính xác á, thì cái máy nó cũng sẽ ổn định, cũng sẽ êm để chúng ta sử dụng. Về công vô thì chắc chắn đó là bô zin móc rồi. Ở đây anh sử dụng cái cổ 32, cổ full 32 làm tới đây ha. Lưới là lưới 46, đít bô là 32. Tính ra thì cái công thông số này cũng khá là lớn, chứ nó không có nhỏ đâu. Nó không có nhỏ so với một chiếc full chờ này đâu. Nó
nó cỡ, An làm cái thông số này là nó cỡ với lại những chiếc Exciter 135, 150 mà An làm 62 zin zin á. Nhưng mà cái này là 62 cộng 2 trên một chiếc xe 2 van. Rất là ấm, tiếng mô rất là ấm, chứ nó không có la quá. Nhiều khi mà anh em sóc ga mà dặn ga lên á, nẹt nẹt á, thì nghe cái tiếng lọc gió trụ này nó còn la hơn là tiếng lọc gió nữa. Để mà hay hơn thì để An dẫn anh em vô trong đây cho nó êm, nó vắng hơn. Chứ ở ngoài này thì nhiều khi anh em đang làm này làm kia, rồi gia công đồ, rồi máy móc này nọ lên là nó cũng không được êm cho lắm. Và đang chạy một tay và cầm máy nên là cũng không dám mà sóc này sóc nọ bậy bạ đâu. Đây. Cái dè nó rè còn hơn cái máy nữa. Để mở cái dè lên, ấn mở cái dè lên. Rồi ok. Bật chìa khóa lên nè. Đợi FE chạy nè, xong bấm đề. Và ở đây sử dụng đề zin, bình ắc quy zin luôn nha. Nên là nó sẽ hơi nặng hơn một tí xíu. Và như nãy anh em thấy là ăn nhấp hai cái. Nhấp cái thứ nhất bỏ qua. Khi mà bạn chủ xe mà đi quen cái này rồi á, thì cái này nó dễ lắm. Đó. Cái này thì chúng ta nên thay một cái bình lớn hơn thì cái việc bấm đề nó sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn. Đó, thằng bịch vô lại rồi nha. Có một cái ron nhôm mỏng mỏng chỗ cái lồng kìa, anh em thấy không? Cái lồng với lại lốc á. Rất là mỏng thôi, nên là cũng không có cái gì để ý đâu. Ok, rất êm ái. Rồi ok, cho anh em coi cận cảnh như vậy thôi. Còn cái xe này chắc anh không dám test drive nhiều đâu. Cái xe bạn gửi lên, từ tỉnh gửi lên là không có dàn áo, không có gì hết trơn á. Nên là bây giờ xách ra ngoài chạy với một cái lọc gió trụ như vậy á, thì nó nổi quá, cũng hơi sợ quá. Cơ bản là như vậy thôi. Một cái máy 62 cộng 2, đồ zin làm lên ổn định, êm ái, vừa đủ dùng. Cái xe này là cân đối cho bạn đi hàng ngày và có sử dụng đi tour luôn. Đi tốc độ rồi cũng tầm khoảng 120-130 đi đều được. Chứ còn mà GPS nhiều quá thì không có làm. Tại vì cân đối sử dụng hàng ngày mà. Ok. Rồi, anh em nào có nhu cầu làm những xe như vậy thì cứ inbox cho An, số điện thoại An để ở phần mô tả video ha. Cảm ơn bạn Quang ở 83 đã tin tưởng An để thực hiện cái xe đam mê của bạn. Và cảm ơn anh em đã xem clip.